nay mình sẽ đứng ở đây và chia sẻ với lại anh chị em và các bạn một cái mẫu hoa. Mẫu hoa này mình có thể mình áp dụng để mà mình treo ở ngoài cửa nhà mình, hoặc là mình áp dụng mình treo ở trong phòng khách của nhà mình, rồi mình cũng có thể mình áp dụng để mà mình treo ở những cái bàn đọc cũng được ha. Bàn đọc rồi bục phát biểu đó các bạn. Ở đây mình đang chuẩn bị là một cái vòng đó. Cái vòng này vòng cây, cây này nó đã khô rồi các bạn. Thì cái vòng này mình đã cố định nó lên trên cái bờ tường này rồi. Bước tiếp theo á là ở cái hướng này là cái hướng 4 giờ mình có đặt một cái cục xốp. Đó, cục xốp này mình đã cố định nó vào trong cái vòng này bằng những cái chai xin coe đó các bạn. Đó, mình đã đính xung quanh rồi. Thì bây giờ để mà cắm cái mẫu này ha, mình sẽ sử dụng các loại lá như là lá thiên môn hoặc là lá đuôi tròn này, rồi gồm có những cái lá mà nó mềm các bạn, như là lá bạc cũng được ha. Đó, cái mẫu này mình sẽ cắm nó như thế này đây. Rồi, ok chưa? Đây là cái bước đầu tiên để mà mình cắm cho cái mẫu hoa này. Thì sẽ có nhiều người cái kiểu này thì nó có rất là nhiều cách cắm nha các bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng, đây là gồm có hoa đồng tiền màu vàng. Mình sẽ dùng hoa đồng tiền màu vàng để mà mình cắm cái bình hoa này. Đó, ở phần chính giữa này mình lấy cái bông để mình làm tâm nó này. Đó, mình cắm một bông thẳng, bông ở trên cao nha. Rồi, bông nữa là phía dưới. Bây giờ cái mẫu này mình sẽ cắm nó theo cái hình cánh cung các bạn. Rất là đẹp ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng hoa thạch thảo màu trắng để mà mình đi nhỏ hai bên này. Cắt được bên này đi nha. Rồi, trên tay mình bây giờ là những cái bông thạch thảo rất là đẹp ha. Đó, mình sẽ cắm nó nhẹ nhàng ra. Những cái lá thạch thảo xung quanh này mình sẽ vuốt hết đi. Để mình cho nó có những cái bông nhỏ mảnh, nó làm mềm mại được hoàn mình nha. Cái bông nhỏ rất là dễ thương. Cắm cho nó kẹp hai bên. À, nó sẽ vươn theo cái vòng ngoài của mình nhé. Bước tiếp theo ở đây ha, mình sẽ sử dụng những cái lá đuôi tròn, một số cái lá đuôi tròn lại ha, để mà mình đưa nó vào đây. Đó,
Rồi vậy là mình đã xong được một cái tác phẩm để mà mình có thể là mình treo ở trên những cái bục phát biểu, rồi mình có thể mình treo ở nhà mà mình cũng rất là đẹp ha. Và mình cắm nó đi một cái đường hơi cong cong nhẹ nhẹ hơi này đó. Rồi dưới này là cái đường cong ở đây rất là dễ thương đúng không? Và nguyên liệu ở đây là mình sử dụng là hoa đồng tiền kết hợp cùng với là hoa thạch thảo trắng cùng với lá đuôi chồn, rất là đơn giản ha, và anh chị em hoàn toàn có thể áp dụng để mà cắm ở gia đình của nhà mình. Trong quá trình anh chị em và các bạn thực hành, nếu mà có gì mà chưa rõ thì hãy comment cho đi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.